Chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, một năm đã trôi qua, năm mới bắt đầu. Trước tiên, xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Khoảng thời gian hơn 10 ngày nay, do bận công việc chuẩn bị Tết nhất, nên không lên sóng gặp gỡ được quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành và ủng hộ mình nhé. Trở lại hôm nay với chủ đề quen thuộc cùng với quý vị và các bạn, đó là nói về vụ án bưu cục cầu voi. Chúng ta đã từng đồng hành và chia sẻ đề tài này suốt trong thời gian vừa qua. Vụ án đã kéo dài bước sang năm thứ 14 cùng với đồng hành tiêu quan cho Hồ Duy Hải, với kỳ vọng cuối năm vụ án sẽ có nhiều triển vọng tốt, Hồ Duy Hải sẽ được đoàn tụ với gia đình. Nhưng kết quả không như mong đợi của nhiều người trên cộng đồng mạng. Trong vài ngày gần đây, trên các kênh của các bác cựu chiến binh vẫn tiếp tục đưa tin liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, có những thông tin phấn khởi là các bác cựu chiến binh đã không quản ngại đường xa, đã cùng nhau tổ chức ra Hà Nội để gặp các cơ quan chức năng trình bày minh quan cho Hồ Duy Hải, và có tín hiệu vui báo cùng với cộng đồng mạng là đã có quyết định khởi tố vụ án và làm sai lệch hồ sơ vụ án, cũng như quyết định khởi tố những bị cáo bị can của cơ quan điều tra Long An. Cộng đồng mạng tin rằng vụ án này cuối năm sẽ được đưa ra xét xử, các bị cáo sẽ bị luật pháp trừng trị đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhưng đến hôm nay thì vụ việc đó vẫn chưa xảy ra, chờ đợi quá mỏi mòn. Một số khán giả thắc mắc, đặt ra nhiều nghi vấn, tại sao vụ án bưu cục cầu voi có những sai phạm quá rõ ràng, như toàn bộ hồ sơ mà cơ quan điều tra Long An dùng để kết luận và khởi tố vụ án kết tội cho Hồ Duy Hải là hung thủ, tất cả đều giả tạo, không đúng sự thật, không có chứng cứ trực tiếp nào cả. Những chứng cứ thực tế như là con dao, cái thớt, cái ghế thì bị cất giấu hủy bỏ để ra chợ mua, còn mẫu máu, dấu vân tay thì để cho mẫu máu bị phân hủy mới đem xét nghiệm, dấu vân tay thì không công bố là của ai. Chỉ căn cứ vào 25 lời khai của Hồ Duy Hải rồi suy luận cho rằng phù hợp với những hung khí đúng theo mô tả lời khai để kết tội. Một số nhân chứng cũng đều là những người được tổ chức ra làm nhân chứng, nhưng tất cả lời khai đều không người nào thấy Hồ Duy Hải có mặt ở hiện trường xảy ra vụ án. Riêng có một nhân chứng số 1, đó là Đinh Vũ Thường, là khách gọi điện thoại đến gọi điện thoại ở bưu điện cầu voi, thấy phù hợp với thời gian Hồ Duy Hải khai nên cơ quan điều tra chọn Đinh Vũ Thường là nhân chứng số 1 trong vụ án và sửa chữa các bục lục lời khai của Đinh Vũ Thường, ngay cả giả mạo chữ ký, tạo ra những lời khai cho phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải. Hiện nay Đinh Vũ Thường đã phát hiện cơ quan điều tra Long An sửa chữa lời khai của anh để cho phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải, thậm chí còn giả chữ ký của Đinh Vũ Thường. Vì thấy bị vu khống cho mình nên Đinh Vũ Thường đã làm đơn tố cáo cơ quan điều tra Long An gửi đến các cơ quan chức năng. Nói chung lại, hồ sơ kết luận điều tra của cơ quan điều tra Long An tất cả đều giả tạo, được các thám tử tư, luật sư và cộng đồng mạng soi rất kỹ càng từng chi tiết, từng bút lục, từng lời khai, đưa tin lên cộng đồng mạng hàng trăm clip video chứng minh Hồ Duy Hải oan sai và vô tội, cũng như
kết án, cơ quan điều tra Long An cố tình lập ra bộ hồ sơ giả tạo để chạy án cho một hung thủ. Nhưng lạ thay là qua ba cấp tòa xét xử vẫn cứ căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan điều tra Long An điều kết tội Hồ Duy Hải với mức án cao nhất là tử hình. Quá bức xúc với những sai phạm của các cơ quan điều tra và xét xử, dư luận quần chúng lên tiếng chỉ trích nhóm người trong ngành tư pháp đã lạm dụng quyền hạn, bẻ cong cán cân công lý, ngồi xổm trên pháp luật, xem thường hiến pháp và pháp luật. Từ năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhận được nhiều đơn kêu oan của gia đình Hồ Duy Hải, cũng như là các tờ đơn đề nghị kiến nghị của các luật sư, nhân sĩ yêu nước và các cựu chiến binh. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ đạo đội điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đi điều tra xác minh và thấy được những sai phạm của vụ án nên tiến hành ra quyết định kháng nghị với 17 điều cần phải làm rõ trong vụ án Hồ Duy Hải. Và đến ngày 6 tháng 5 2020 thì phiên tòa giám đốc thẩm được mở ra để xem xét lại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử trước đây có những sai phạm gì không. Thì căn cứ vào quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xem xét hai phiên tòa trước, khi nhìn thấy nhân sự tham gia phiên tòa xét xử, dư luận và quần chúng đã biết đây là âm mưu của một phiên tòa để đối phó với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đối phó với pháp luật. Phiên tòa đã huy động tất cả hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tham gia xét xử. Thứ nhất là để chứng minh việc xét xử công minh, khách quan với ý kiến của tập thể hội đồng thẩm phán. Và mục đích đây là phiên tòa cuối cùng vì tất cả các thẩm phán đều đồng ý với quyết định của phiên tòa giám đốc thẩm này cả rồi. Đây là một phiên tòa được dàn dựng với đạo diễn là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ tọa phiên tòa. Và kết quả thì vụ án mua cục cầu voi như thế nào thì quý vị và các bạn cũng đã được thông tin báo chí truyền thông đưa tin là vẫn y án tử hình, và đồng thời bác là đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một phiên tòa bất chấp hiến pháp, pháp luật và đã đạp trên dư luận quần chúng, sẵn sàng bỏ qua sự là phản biện, phản ứng và thách thức cả dư luận quần chúng. Sau phiên tòa giám đốc thẩm, rất nhiều phẫn nộ của nhân dân quần chúng cùng với nhiều dư luận đã lên tiếng là đã kích ngành tư pháp Việt Nam, khiến cho nhiều người quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải hơn nữa, và nhiều nhóm người đại diện công lý đứng lên đấu tranh trên không gian mạng đòi lại sự công bằng và kêu oan cho Hồ Duy Hải. Hiện nay nhóm người đấu tranh mạnh nhất đó là nhóm cựu chiến binh yêu công lý, hàng ngày đưa những thông tin liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, những tiến triển và hành động của các cơ quan chức năng. Đôi khi quá bức xúc vì việc lộng hành của nhóm người sai phạm này, nhóm cựu chiến binh yêu công lý này đã phẫn nộ chỉ trích lên án từng cá nhân một đang đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cấp cao, như là Phó Thủ tướng đã về hưu, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Công an, quả quyết cho rằng đây là nhóm người chủ mưu và chỉ đạo trong vụ án bu cục cầu voi, thậm chí còn nâng quan điểm cao lên hơn nữa là đã cấu kết
thông đồng với tình báo Hoa Nam, âm mưu thao túng cả chính quyền Việt Nam, dùng mọi thủ đoạn, tiền bạc, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền để thọc sâu leo cao vào các cấp lãnh đạo của Trung ương nhằm mục đích thay đổi cơ cấu tổ chức của Đảng và Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, khi tiếp cận được những thông tin trên, cảm thấy rợn gai óc. Đây không còn là vụ án hình sự nữa, mà đã trở thành vụ án chính trị, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, cần phải cấp bách và giải quyết ngay mối nguy hiểm đến hệ thống chính trị hiện nay, không thể chần chừ một giây phút nào được, khẩn cấp thực hiện những biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt ngay. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên đây có phải chính xác như thế không, hay là thông tin suy đoán, thông tin cảnh giác? Khi chúng ta chỉ có nghe thông tin nhưng chưa thấy có chứng cứ xác thực, thì đây chỉ là thông tin gợi ý cho các cơ quan chức năng điều tra, xem xét hoặc cảnh giác, công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như thế. Thưa quý vị và các bạn, có một khán nghiện giả đề nghị góp ý và không nêu tên, có ý kiến góp ý tích cực về vụ án bu cục cầu voi như sau: từ khi phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hồ Duy Hải, tôi bắt đầu quan tâm đến vụ án, tìm hiểu qua thông tin báo chí chính thống và trên không gian mạng xã hội đưa tin, biết được nhiều sai phạm trong điều tra xét xử, như nhiều clip video đưa tin đã soi rọi tất cả các mặt trái, mặt phải của vụ án, chứng minh đây là vụ án quan sai, đồng thời lật tẩy phía sau vụ án, suy đoán động cơ gây án cùng với hung thủ gây án là ai. Có những giả thuyết đưa ra khác nhau, nhưng sâu chuỗi lại những điều kiện để cấu thành tội phạm thì giả thuyết phù hợp nhất đó là động cơ giết người bịt đầu mối. Khi tổ chức buôn bán hàng cung cấp, trong đó có ma túy, đã bị bại lộ và hung thủ này có liên quan đến tên Nguyễn Văn Nghị, là con cháu một người có thân thế khủng trong chính quyền Đảng và Nhà nước, có nhiều quyền lực ảnh hưởng và chi phối đến các cơ quan điều tra xét xử của tỉnh Long An và ngay cả ở Trung ương. Ngoài quyền lực hiện có của người này, các cấp dưới phải nghe theo sự chỉ đạo của cấp trên. Các nhân sự nhận nhiệm vụ điều tra xét xử còn nhận phần thưởng là tiền bạc của nhóm mafia và còn nhận được thêm hưởng là bổng lộc, thăng quan tiến chức nhanh chóng, được cơ cấu vào các vị trí cao cấp đầy quyền lực. Đây là một hồ sơ kết luận điều tra và khởi tố giả tạo được soạn thảo ra. Tuy có nhiều sai sót nghiêm trọng nhưng đều được thông qua nhanh chóng và qua ba cấp tòa xét xử đều có một quyết định giống nhau là mức án cao nhất, tử hình. Thưa quý vị và các bạn, nói về việc liên quan đến tình báo Hoa Nam thì đây là việc quá nghiêm trọng, không biết thực hư như thế nào, thôi tạm thời để qua một bên. Còn việc chạy chức chạy quyền thì thật sự là có, vì xét quá trình phát triển quá nhanh của các quan chức liên quan đến vụ án, chúng ta thấy đã rõ có nhiều phát tiến bộ rất nhanh và lên chức lên cấp trong thời gian ngắn. Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc nghiêm trọng như dư luận quần chúng đưa tin trên mạng xã hội, tôi tin rằng các cơ quan chức năng đã biết rõ ràng và chi tiết hơn là dư luận quần chúng chúng ta nhiều, không nhưng không thể tiết lộ ra ngoài được vì đây là bí mật quốc gia. Bộ Chính trị và
các cơ quan trung ương đã có phương án cũng như có biện pháp xử lý vụ việc và đang tiến hành từng bước, vì đây là liên quan đến nhiều cán bộ trong trung ương, bộ chính trị, do đó phải thận trọng, chính xác và khách quan, đúng pháp luật. Đây là một con bạch tuộc khổng lồ đã thọc sâu leo cao, do đó phải có biện pháp chặt từng vòi một của bạch tuộc. Đến khi chặt hết các vòi đã thò đi khắp nơi, bạch tuộc không còn sức mạnh quyền lực nữa, lúc này đem ra thịt thôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta không nhìn thấy được những khó khăn trong các biện pháp xử lý các cán bộ chủ chốt đầu ngành như thế nào. Bộ Chính trị đã ban hành các chỉ thị mới về trách nhiệm của các những người đứng đầu ngành và ra những chỉ thị về từ chức, bãi nhiệm và bổ sung vào những điều đảng viên không được làm, cũng như thành lập ra ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng và thành lập ban cải cách tư pháp vân vân. Trong thời gian một nhiệm kỳ mới này, Bộ Chính trị cũng như trung ương đã ra nhiều chỉ thị mới. Đây là những biện pháp và những pháp lý cần thiết phải có để căn cứ vào những chỉ thị này xử lý các cán bộ chủ chốt đầu ngành. Nói trở lại vụ án Hồ Duy Hải, những việc cần phải thực hiện và đang thực hiện là quan trọng nhất, đó là tìm ra chứng cứ chính xác, khách quan, đúng pháp luật để căn cứ kết tội các nhân vật chủ mưu. Điều cần thiết là phải bắt được hung thủ Nguyễn Văn Nghị, điều tra ra thân phận họ hàng để tìm ra kẻ tổ chức bao che chạy án cho hung thủ là ai và với mục đích gì, từ đó mở rộng điều tra ra, đấu tranh lấy được những chứng cứ thực hiện hành động bao che chạy án, đồng thời đưa ra hàng loạt người đồng loạt thực hiện vụ việc này. Khi đó đủ chứng cứ xác thực mới căn cứ kết tội được một cán bộ cao cấp với đầy đủ tính khách quan và trung thực. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện điều kiện này không phải dễ, vì thời gian đã trôi qua hơn 14 năm, có người đã mất, có người đã về hưu và có người đã thuyên chuyển sang nhiều cơ quan khác nhau. Các chứng cứ đã bị tẩu tán, phi tan, do vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Hơn nữa, cũng có nhiều người liên quan đã ra nước ngoài định cư. Cơ quan điều tra cần phải mất nhiều thời gian và cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt, và cần có những cán bộ nhiệt tình, tận tụy cũng như trình độ nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng trong công việc điều tra, không bị chi phối và mua chuộc. Do đó, chúng ta thấy việc làm này trong thời gian dài mà chưa có một tín hiệu thông tin gì của các là cơ quan truyền thông, báo chí chính thống đưa tin, thì có nhiều người cũng đâm ra nghi ngờ rằng có thể vụ án bị chìm xuồng hay sao, hao bị cản trở của một thế lực ngầm nào đó mà không thể thực hiện được. Do đó, phân tích ở đây ra cho quý vị và các bạn thấy được rằng những khó khăn trong công việc điều tra và những việc cần phải có, cần phải làm để đủ chứng cứ kết tội, chứ không phải như cộng đồng mạng biết và nói là bắt được ngay. Đó là tình hình và công việc của Bộ Chính trị cũng như Trung ương đang thực hiện được, mà chúng ta không thể hiểu hết
chiến lược cũng như phương án biện pháp như thế nào. Còn về nhiều vấn đề tiếp theo ảnh hưởng đến các cán bộ đang công tác, do đó cũng rất là khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hình dung được những công việc khó khăn, vất vả, nhiều cam go, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao là như thế. Chúng ta nên bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, đừng nôn nóng, bức xúc quá, có những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến là dẫn dắt dư luận đi lệch hướng. Tất cả những việc gì đến nó sẽ đến, chúng ta hãy an tâm, tội ác sẽ bị trừng phạt, không chỉ trừng phạt bằng pháp luật mà phải bị trừng phạt bằng lương tâm và trừng phạt bằng luật nhân quả, gọi là quả báo sẽ hiện tiền. Những người làm ác sẽ nhận được những hậu quả như thế nào thì ở đời này chúng ta đã từng thấy. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ của tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng với kênh Phan Minh Vlog. Nếu có những ý kiến gì đóng góp, mời quý vị comment phía bên dưới video. Chúng tôi với tinh thần cầu tiến và cầu thị để tiếp thu học hỏi, biết thêm về luật pháp. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn quý vị lại video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.